ngày xưa là chồng yêu vợ là đây là một bài kỷ niệm bắt đầu bỏ Hà Nội lên đây yêu bạn ấy. Vì mỗi cô váy xoay tròn. Vì mỗi là chiếc váy xoay tròn, bàn chân thon thon để tôi muốn được làm nương đá cho gót em mỏi. Ok, bắt đầu bắt tay đây. Ok, rất là tuyệt vời. Tôi thêm mến yêu Hà Giang mỗi khi đến cầu trời cảm nhận bao rực rỡ. Huyền thoại lung linh lẫn trong sương mờ, thành phố phía sau cao nguyên phía trước nhấp nhô nhà cao, nhấp nhô núi cao. Là nắng là gió, là nắng là mây, tôi là người thì tôi nên vui lần. Có quá thôi. Rồi từ ngày có em, tôi thêm mến yêu Hà Giang. Chiếc váy xoay tròn, bàn chân thon thon, để tôi muốn được làm nương đá cho gót em mòn. Tôi có em rồi, cây lá đâm chồi, cho tôi muốn được làm nương ngô, được là hạt phô. Tôi muốn được làm nương đá cho gót em mòn. Cành lá đâm chồi đôi mắt, cho tôi muốn được làm nương ngô, được là hạt phơ. Tôi thương lắm Hà Giang. Và quá vợ chồng Chiến Giang rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hay quá anh ạ. Cái bài này nó từ năm 2012 rồi mà đến năm nay mới hát lại, có một cái số lời bỏ qua. Chưa kịp nhớ lại mà hôm nay nó đột xuất quá mà ngẫu hứng. Xin cái kỷ niệm chúc tất cả tình cảm hôm nay buổi tối tuyệt vời. Cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Tay trái không ngờ đấy là đấy, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Xuân Hữu Đàn Tính với mọi người vừa được thưởng thức đấy giọng ca của anh Chiến. Anh ấy là rất là yêu mảnh đất Hà Giang và anh ấy đang thể hiện ca khúc là Tôi Thêm Mến Yêu Hà Giang, một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên. Tôi thêm mến yêu Hà Giang. Đấy, đó là nội dung của bài hát, đúng là đầu đề của bài hát luôn. Thì lâu lắm anh cũng không hát Hà Giang. Anh ấy yêu con người Hà Giang và lấy vợ Hà Giang luôn. Còn đây là vợ của anh Chiến, đây chị Quế Giang. Đấy, đây là vợ của anh Chiến. Anh ấy yêu Hà Giang, mảnh đất Hà Giang và yêu luôn vợ Hà Giang. Hiện tại đang sinh sống tại Hà Giang nha mọi người nha. Mọi người theo dõi kênh của Xuân Hữu, nhớ ủng hộ cho Xuân Hữu một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến giọng ca của anh Chiến nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh có YouTube à? Có YouTube.